Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thánh cao rạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui. Thank you.
Yeah.
ông bà đều còn thánh thần thứ tội. Nay làm tòa giang, nay tấm lòng thành, quyền cầu an cho gia đình Phật tử. Của con là Lâu Thiện Nhan 54 tuổi, cùng các con là Trần Thái Hùng 53 tuổi, Trần Trí Ngào 20 tuổi. Không ngờ là đã Trần Nhan có hiện vật và hiện duyên, và Trần Nhan gọi là một thờ lọc này, là gọi cái lọc là của Trần Nhan biết bao năm trong ngọ ba tháng ai cũng xài. Mà ngày hôm nay tấm lòng thành của cô Lâu Thiện Nhan đầu đội gian mang đến nhìn đứa lịch bà ở tại nơi đây, ở tại chùa Phước Thành, nơi tấm lòng thành kim ngân và bạc và lòng bài của lịch bề trên, nơi tấm lòng thành của cô Hộ Lân để quyền đức tài không so để trần lên cái lịch bà. Yeah.
Oh,
Thank you.
50 tuổi đời còn giờ về đây.
Thank you.
Oh,
Hey.
Yeah.
Oh,
Yeah.
Bà bỏ
không biết đây là độc bình này. Cảm ơn cục chè. Yeah.
ngoài nè, chuẩn bị nhổ tay lên cho vững chắc nha bà ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mặt cho chẳng ai chàng đầm có xây rồi xây thà lá mày rồi xây mỹ để tâm lòng tâm dạ của mình nó phá ra nhiều bệnh mình mang thôi ông bà che chở sẽ được tay là nàng nàng nói đời chốn đầu chốn đầu quỷ hai chính mặt gian anh ơi còn chi cái cảnh là thiên gian là của mình người ta nói bên ngoài tốt cũng vậy thôi nhưng còn trong của mình thì tôi vui cùng nhau với người ta nói quá của cha của mẹ thì ăn của cha thôi mà đã dám chuyện với lại Phật mẹ đây mẹ sẽ độ cho còn trong cái tuổi nhỏ còn chi còn mặt chết cũng nhờ trên á trong nhà mẹ ngày xưa có mặt như một cái dòng dây theo lại bên mới thời đậu ăn con mang đến giờ nhờ con đời trong tháng ba rồi nhiều điều á mà tới mới ta người ta nói bao nhiêu chuyện cứ dồn dập vào mình thì thấy cùng ngày ai kia thôi giờ tôi lại cứ cho năm ngày tháng một con người ai ấm no rồi sẽ được ăn vàng nơi này thôi chú đợi cho cũng ra đổi xong độ huyền đạt cho bằng Bye.
lắm lắm. Khi ngập nước thành thị đổ cô đơn, nó lo lấy bao nhiêu, lo bao nhiêu thì hơn. Nó trở ngược lại nó cũng cắt nó một điểm. Chúc cũng đã xong, bây giờ đến giờ ăn chị. Mời ngoại ra đốt nhang để ăn chị. Mời quý Phật tử cùng chắp tay niệm Phật và lại bà để an tạ một ngày được bảo mãn an viên.
từ mình mẹ thì để giờ đây. Bây giờ ngàn con hát người hát mẫu con yêu thằng từ mà đi mẫu thì để mẫu làm lại chúng con hát người lần. Oh.
Nah.